Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được chẩn đoán rách cơ đùi sơ trên trái và chắc chắn không thể thi đấu gặp trận U22 Thái Lan vào chiều 5 tháng 12. Sáng ngày 4 tháng 12, Quang Hải đến bệnh viện Manila Doctor gần khách sạn Gen để chụp MRI. Anh trở lại chỗ nghỉ sau 2 giờ đồng hồ, bao gồm cả kiểm tra và di chuyển. VFF đưa ra thông báo chính thức về việc Quang Hải bị rách cơ đùi. Mức độ chấn thương của Quang Hải theo đánh giá ban đầu của các bác sĩ là lâu hồi phục, chắc chắn lỡ trận gặp U22 Thái Lan. Bên cạnh đó, anh nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ phần còn lại của SEA Games 30, không thể sát cánh cùng U22 Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc của bác sĩ Choi Soo-jin, Quang Hải vẫn có thêm niềm tin vào điều thần kỳ. Anh sẽ cổ vũ cho các đồng đội nỗ lực thi đấu và hy vọng có cơ hội đi đến trận đấu chung kết vào tối ngày 10 tháng 12. Quang Hải gặp chấn thương cơ đùi sơ chân trái vào phút 18, trận U22 Việt Nam thắng U22 Singapore. Phê việc thiếu vắng Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối mặt với bài toán mới ở U22 Việt Nam. Sức mạnh của U22 Thái Lan vẫn là điều đòi hỏi cả đội quân phải dành sự tập trung cao độ.